Rồi mà xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hôm nay nhà vườn lên giao lưu với cô chú anh chị mình tùng mini cây già lắm nha cô chú anh chị. Siêu già coi được thằng đó luôn. Có củ đế bự với to với đây. Cây già chứ không già. Đây để em xây vòng cô chú anh chị mình xem nha. Trong cái hàng này già, nó già được cỡ này là nằm chậu cũng cỡ 3 năm nha cô chú anh chị. 3 năm sữa nha. Già lắm. Giờ chỉ tỉa lại vừa chơi. Cành á, để chung nó cũng muốn chịu, mấy cái cành là lớn lớn rồi nó muốn chịu luôn á nha cô chú anh chị. Gạp phơm cây gì dòng mini gì mình vô mình ép vô cái chậu nhỏ nên mình tỉa lại và mình chơi thôi. Già cây mini mà được cái là già cây nha cô chú anh chị. Già cây đó. Củ đế bên dưới nè, để gần chú anh chị coi củ đế bên dưới nè. Củ bự lắm. Còn nữa chưa mồi hết rồi, mới mùi về luôn á. Phơm vàng nó đây. Mình tỉa lại một hai nước nữa, nó dày chín hơn nha. Cái cây này nó già dữ không già. Xương bên dưới đây. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 1 nha. Đây là cái hoành thân. Nó dưới đây nha. Hoành thân nó dưới đây là 5. 4,5. Cái 4 thôi, hoành thân là 4. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 28. Hết tán ngang. Hết cái phần tán ngang của nó là 48 nha. Thì mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. 550k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó. Rất là già cây. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 2 nha cô chú này anh mà chị em làm ghép đá hay gì đó mua mấy cây này mỗi vô hết bài hay gì nó già dữ lắm. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha cô chú anh chị. Số 2 cũng là một cái tùng mini nha. Cái lô mà tùng mini thì nó nhiều lắm nhưng mà cái lô mình nó được già gì nó khó tìm lắm. Vườn ra vườn lớn người ta làm những cái mini rồi cho anh em thợ sửa chơi người ta bỏ bê đó nên nó già dữ lắm già. Cây mini tùng thì nó không quá dễ kiếm rồi nhưng mà cái cây mà già khó tìm lắm. Già mà củ đế này nó khó tìm lắm. Để em xây về vòng em sẽ báo thông số mã số 2 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình tỉa một hai nước nữa ra cái là nhìn thấy nó khác chứ lắm khác luôn nha. Gì là cả lắm. Này là đã ít chăm sóc rồi, này mà chăm sóc nhiều nó còn đẹp hơn. Vườn ra vườn lớn rồi mấy cây này dạng rồi cho anh em mới tập chơi được mấy tập sửa chơi. Này già lắm. Này mà về làm cái cổng lên đá gì thôi là bao luôn á. Để em xây vài vòng rồi em sẽ báo thông số của mã số 2 nha cô chú anh chị. Thì đẹp lắm cô chú anh chị. Già cây. Đây, đem cho cô chú anh chị mình coi củ đế nó đây. Đó. Cái sạch sẽ không cái tùng chưa đó. Phơm nó đây. Già mà cái da nó đỏ luôn. Tùng mini mà cái da nó đỏ là cô chú anh chị em biết cái da tới mức độ nào rồi đó. Xương bên dưới đây cô chú anh chị. Cốt to luôn ha. Rồi, để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 2 nha cô chú anh chị. Thì đẹp quá cô chú anh chị. Rồi, bây giờ em báo thông số của mã số 2 nha cô chú anh chị. Cái hoành thân nó ở đây. Hoành thân nó ở đây là 4,5. Tính 4 thôi. Hoành thân là 4. Chiều cao của cây là 30. Hết cái tán ngang. Hết tán ngang của nó là 51 nha. Thì mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. 550k và nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Tùng mini. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 3 nha. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 cũng là một cái tùng mini luôn nha. Đây là tùng mini mà cái da nó đỏ dữ lắm già. Để em xây vòng cho chú anh chị mình xem ha. Cái này là thích hợp để cho anh em mình làm tiểu cảnh, bỏ đu đá hoặc là làm đồi, trồng đồi rồi. Tại vì nó có độ già. Tùng mini mà non non mà kiểu người ta sủ quấn quấn thì nó bình thường quá. Nó không quá nhiều trên thị trường à. Thì cái lô mà già khó tìm. Như cái này là cái người chủ tước là người ta sửa gì cũng hai nước dây nha cô chú anh chị. Nó nằm trong cái hùng đường tầm 3 năm rồi đó. Chưa tính cái giai đoạn nó lớn là nó tầm từ 3 năm trở lên nó mới già được chứ. Thì em thấy dấu sữa nên chung cái cây mini thì người ta làm cũng hai nước dây luôn. Nó già cây nữa. Dạ lắm. Thơm tàn nó mịn thơm nha cô chú anh chị. Có cây này nó mịn thơm, cái kia nó còn thưa xíu mà mình tỉa lại vài lần nha.
đơm lên cho nó. Cái như là dạng phơm nữa đây, khá mạnh ha. Xương bên dưới này cô chú anh chị, già cây rồi. Để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em báo thông số của mã số 3 nha cô chú anh chị. Quên để cho cô chú anh chị mình coi đây, thân ra tới ngoài đây rồi nha. Đây là tôi à, à. Rễ này cũng chú anh chị mình vũ ra hết này cũng không chết luôn, tại vì cây già đến nhà vườn người ta bỏ, tụi em mới thêm phân vô chiều nó có rễ không, nó không có miếng phân là nó nhồi nữa. Rồi để bây giờ em báo thông số của mã số 3 đi cô chú anh chị. Cái hoành thân ở đây, hoành thân nó trên đây là 5, chiều cao của cây, chiều cao của cây là 23, hết tán ngang. Cái phần tán ngang của nó là 34 nha. Thì mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. 550k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 4 nha. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Ừ, thì đẹp dữ lắm. Củ đế nó quái mà nó già. Cái thân nó đỏ. Sửa đẹp luôn. Anh Thợ này dù người ta lớn người ta sửa khéo tay lắm. Mấy cái này này giống như ảnh dạy cho học viên ảnh hay gì đó thôi. Sửa rồi bỏ cua cua bắt. Đây, em xây về vòng em sẽ báo thông số mã số 4 của chú anh chị. Cây rất là đẹp nữa. Tỉa lại một hai lần nữa của chú anh chị nhìn nó khác với lúc bây giờ lắm nha. Già cây rồi. Em đi gần của chú anh chị coi củ đế nữa nè. Quay lắm. Phơm nó đây, xương mình dưới đây nè. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã số 4 rồi cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 4 nha. Cái hoành thân nó đây, hoành thân nó đây là 4, chiều cao của cây, chiều cao của cây là 27, hết tán ngang của nó là 50 51 nha. Thì mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. 550k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 5. Rồi em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Mã số 5 cũng là cây tùng nghi luôn nha. Đây. Phơm mịn. Cây này phơm rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dáng đẹp luôn ha. Đây, em xây vài vòng em sẽ báo thông số mã số 5 nha. Em coi các cái đây được cái cũ ở đây ha. Em xây vài vòng nữa em sẽ báo mã số mã số 5 nha. Cơ anh Thọ anh là cốt canh sử dụng kịch không? Cần cái cây luôn. Cây nhiễm liền lạc lắm nha. Đó. Đây, bây giờ em cho cô chú anh chị xem gần này, cái thân nó đây. Cái màu da của cây già. Già, đỏ tươi. Hôm nay mình chơi tùng mà biết để cái lên từ cái da nó đỏ vậy, nó già tới mức độ nào rồi đó. Phơm nè, mạnh phơm ha. Cái tùng mà chơi được thêm nhiều phong thủy, thiên nhang cho tùng chơi bách. Sức sống nó mãnh liệt lắm thôi cơ chứ gì. Không cái nào sống nằm nữa đâu. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em báo thông số mã số 5 nha. Rồi bây giờ báo thông số mã số 5 nha cơ chứ anh chị. Nhưng báo trước cái hoành cũ đây. Hoành cũ nó ở đây là 8. Hoành thân, hoành thân ở đây là 4.5, tính 4 rồi, hoành thân là 4. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 27, hết tán ngang của nó là 46 nha. Thì mã số 5 này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha. 550k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Thì mã số 5 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu như quý cô chú anh chị mình cứ thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.